cảnh báo video có chứa những hình ảnh gây xúc động, đau tim, HIV, SIDA và có thể sẽ gây cho nhiều bạn tự hỏi lại về giới tính của mình. Khán giả cân nhắc trước khi xem. Chào mừng mọi người lại trở lại với một tập mới của Scabbernaut Unlimited. Và lần trước chúng ta hoàn thành xong 3 map này. Uầy, hơi khó. Ok, và lần này chúng ta sẽ hoàn thành map trên núi và 2 map ở sa mạc. Vãi, biết bao giờ về cái map về đây. Ok, map tuyết trước, lạnh trước xong rồi mình nóng sau. Oh ho 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 ho, jingle bell, ta da 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 da. Ủa, cái gì vậy? Vãi. Ok, bộ chuối của mình đâu rồi? What the fuck, tại sao? Tại sao mất bộ chuối này nhỉ? Rồi. Phát. Phải phát, tại vì nếu mà không phát thì nhiều chuyện sẽ xảy ra, lúc đó sẽ đau lòng. Ok, hãy giúp tôi bắt con thỏ. Cái bẫy đó trông có vẻ rất là nguy hiểm. Hãy làm gì về nó đi. Mình ghét thỏ. Các bạn xem Terraria thì biết. Cho nên là good. What? No 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 no. Cà rốt là thối nữa, bố cái thằng cà rốt. Vậy cà rốt SIDA đấy. Cần quả cà rốt mới mà. Thành món lướng luôn. Màu đỏ à. Ui, tôi đơm đi vàng mà bây giờ mình sẽ reset và mình lại phải làm lại bộ đồ chuối của mình. Rồi ạ. Chuối ơi là chuối. Không thể nào mà tin được. Unbelievable. Ok. Chap broken. Yeah. Yeah. Ôi shit, không hiểu sao con này hoảng sợ một đống thỏ. Nhiệm vụ chính vậy. Ta 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 ta. Ông đi tìm ông già Noel. Vãi, ông già Noel mất tích. Cả yêu tinh với cả bà già Noel khóc. Santa ủ đây ai. Công già Noel đã bị phá hoại và bị mất tích. Hãy đưa cho bà già Noel một thứ gì đó để có thể đi vào trong này. ID đi, ID là giấy chứng minh nhân dân. Chuẩn luôn. Cho vào hậu, cho vào viện trường vụ án. Ok. Có vẻ như là cái xe đẩy của ông già Noel đã bị phá hỏng. Hãy đưa cho cô cảnh sát hay chú cảnh sát cái gì đấy để có thể tìm ra dấu vân tay. Mình phải bay được chứ. Rồi. Mark the fighter. Không phải. Cái kính lúp là gì nhỉ? Mình lại bị tắc ở đoạn này rồi. Shit. À, scanner. Scanner cho nó nhanh. Đất, à, bụi. Đất. Không phải à? Thứ gì bây giờ nhỉ? Hay là phải đợi gợi ý? Thôi đợi gợi ý vậy. Fuck this video. Fuck everyone. Fuck 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 fuck. Gợi ý nào. Nhanh mày. Quê quê. Ô đây. À ok. Brass. Cần một thứ gì đấy để có thể đánh được bụi. Brass. Chịt 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 chịt. Dấu vân tay.
dấu vân tay này đã thuộc về Jack Frost. Hãy đưa cho điều tra viên một thứ gì đấy để có thể tiếp tục hiện trường vụ án. Paper. Pen. Ok. Bút. Phỏng vấn. Đơm ơ. Ui, em khai luôn. Ok. Jack Frost đã công nhận rằng là Santa ở quanh đây có chỉ có quanh đây thôi. Hãy đưa cho con này một thứ gì. Con chó. Săn một thứ gì đấy để có thể tìm ra Santa. Nhiệm vụ gì ạ? What the fuck? Santa hát. Santa. Đây ông già Noel mới luôn nhá. Người gửi. Đã tìm ra rồi. Đào. Đào. Ui. Là bộ xương. Ui. Ui fuck. What? Vãi. Ông phải chôn à? Vãi. Vãi cả thánh chôn. Super chôn luôn. Và ai? What the fuck? Đúng là Sida thật. Ok, rồi sao? Chúng tôi không thể chơi với cả chỗ cái đường băng trơn này. Ai đó có thể trượt chân. Hè. The Rider. Anh sẽ thổi tan băng đi cho các chú. Yeah. Ăn tiết à? Đúng rồi, ăn tiết đi. Yeah. Đúng rồi đấy, ăn đi. Rồi tụi bay vào bệnh viện đi. Thằng này thì chắc anh em với mình rồi. Nhìn cái mặt đã biết. Hãy giúp tôi trang trí nhà cho dịp Giáng sinh. Bèo. Xin lỗi là mình chẳng biết mấy cái treo trước cổng nhà nó là gì đâu. Quanh đây có xem có không đã. Angel. Viết nhầm Anger. Cello. What the fuck. Pumpkin. Không có rồi, mấy cái ribbon. Đó. Không phải nốt à? Trang trí nhà. Khoan, xem nào. Holiday shit. Holy. Ngôi nhà. Fuck. Bỏ đây đã. Ok. Rút vào ngày trước. Sô-cô-la ăn chán quá. Cho vị vào. Mày muốn vị á? Nó cho mày vị luôn này. Vị này. Nó đánh mình. Đùa thôi, anh đùa tí. Nó ra chuột mình đâu rồi. Đây, cô cứ bình tĩnh. Cô muốn cái này để chocolate. Ui. Vãi. Nó cầm một ném vào mặt mình luôn ạ. What the fuck. Ui, nguy hiểm thật. Nó giả vờ đơ. Nó cầm ném vào mặt mình. Đây xì đá quá. Cái này thì như nào đây nha. Pine tree. Ở đó. Cái này là cái gì? Quýt. Ok rồi đấy nhá. À nhờ. Tất nhờ sao mình không nghĩ ra nhờ. What the fuck. Mình thở. Mình đơ. Ok. Ồ, cái gì đây? Một mảnh kính. À, hình như có ai đó bị tắc ở trong đống tuyết. Holy shit. Ồ vãi.
mày kéo mạnh con tôi, chả tao cái chân. Vãi cả zombie. Chả cái chân. Ôi, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, cô ơi, bình tĩnh, cô ơi, làm sao? Ui, thằng này vẫn đuổi ra mình rồi. What the fuck? Hãy giúp tôi bay lên bầu trời. Ở đây. Cái này luôn luôn để trong này đây, thỉnh thoảng, cái này nhiều công dụng phết. What the fuck, không phải thằng này. The hell. Ơ kìa, the cover, what the fuck. What the fuck. What the fuck wrong with these people? Đó. Ok. Có bóng này. Tôi quá chậm để có thể lăn xuống đồi. Thì tiêu. Ui. Vãi, đâm vào hai đứa này. Ok. Còn này, sao what's up man? Tôi bị mất giọng rồi, hãy đưa tôi một thứ gì đấy để có thể sửa giọng. Medicine. Vai. Should I take my chip? Tôi đến gì? Tôi mang theo cái gì đến hẻm núi? Pick F. For sure. Đó, bye bye. Ok, nhiệm vụ cuối cùng nào. Trước khi qua vùng sa mạc. Ta 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 ta. Ôi mình nhìn đẹp trai phết. Bây giờ bọn này là trượt từ trên đỉnh núi xuống. Mỗi một người cần phải lái một thứ gì đó xuống núi. Hãy đưa cho người truyền thuyết thứ anh ấy cần. Một tấm Doran à? Như nhà nhỉ? Ski Bros. Không biết viết nhà nhỉ? Ở đây, bốt quên mất. Ở đây không phải à? Fuck. Xóa chữ ski như vậy. Đây. Rồi đi. Rồi đi. Fucking beef shit. Ski. Đó. Rồi. Xì đà vậy. Ok. Đến đây thằng này. Nhà khảo cổ. Hãy đưa cho cô ấy một thứ gì đó. Ở nhà. E ba lụt. Ba lụt. Đâu mà sao mình toàn viết nhầm chứ. Bọn thằng này cưỡi gì nhỉ? Boss phần nữa mà. Hay là lại phải đợi gợi ý à? Ui, một đống này. Khảo cổ. Cái này hơi khó. Thôi, trong lúc đợi gợi ý thì sẽ lên dậy xuống cái đôi. Wee 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 wee. Da 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 da. Stop. Yeah, đúng rồi. Yeah. Yeah, yeah. Úi dồi, úi dồi, úi dồi, úi dồi, úi dồi. Yeah. Ok. Con bò. Khoan, khoan, khoan. Yeah, đúng rồi. Wow. Wow, wow. Vãi. Phù thủy. Chổi, phù thủy đương nhiên là phải cưỡi chổi. Woohoo, woohoo, woohoo. Vãi zombie. Hãy tạo một thứ gì đấy nó đói, nó cần, thì não. Và thế là, vâng, uy, và cưỡi cả não. Ồ, đến lượt mình rồi, ok. Mình thì mình thì cưỡi
Mình thì cưỡi con gì nhỉ? Lợn đi. Mình cũng chỉ cưỡi lợn. Gọc 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 gọc. Yeah. Oh yeah. Bum 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 bum. Na 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 na. Ôi ôi. Bắt đầu nào. Bắt đầu sang sổ sa mạc huyền bí. Đây là vùng miền Tây. Dusty Prascanet. Vãi lệnh truy nã. Lệnh truy nã nhìn giống anh họ mình đấy. Đấy là cướp thằng này cảnh sát trưởng. Ok. Mới vừa vào. What the fuck. Ôi không nên hỏi. Chúng tôi không thể săn thứ gì đó như là phần con bò bay. Hay dùng một thứ gì đấy hãy cho để cho sức mạnh của mũi tên. Fire. Hỏi ush, ui rồi. Ra cả format với cả chai gì đây. Con này đói số lượng. Lòm 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 lòm. Ok. Mình rất hạnh phúc để giúp các bạn, ok rồi. À, bọn cướp ăn cắp mất tiền của anh rồi, hãy giúp anh lấy lại nó. Cái gì đây? Hãy cải trang bạn là một trong những tên cướp và gạt cái cần để vào. Bandit suit. À, mình mặc như này chắc mình giống ăn cướp ăn trộm rồi, không phải không? Thì Banda nà ban à đấy gạt cần đó. Hello guy. Oh shit no fuck. Ui wow that is fuck you guy. Chúng mày muốn chơi tao về. Bằng 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 tăng 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 tăng. Ôi tôi xong rồi. Mình dễ chết lắm. Ơi no why. Rồi ơi là rồi. Fuck you guys. Xuống tiếp. Chiu 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 chiu. Mà biết tao có khả năng hồi sinh à? Con chó. Ok trả tiền này. Đó sướng. Ok con làm sao hãy giúp tôi tìm một cách để có thể chơi an toàn với thú của tôi. Thì save glove đưa là khăn tay đó. My pet scorpion vãi cho nó ăn. Nó to lên rồi cho nó ăn. Nó to lên tiếp. Cho nó ăn. Nó lại to lên tiếp. Xong rồi nó dùng cái dây nó cưỡi con này. Được đấy. Hay phết cho này. Treo cổ. Cứu tôi với. Mày bị não ở thằng này. Xong mày đốt xong mày xì đà. Dao cắt dây rồi vậy. Ôi không. Quên mất cái bộ râu của mình. Cắt dây, cắt dây, cắt dây. Rồi. Ok, ông này, sao? Ngựa của tôi bị ốm và tôi bị tắc ở đây. Tao cho về vet, đây là bác sĩ thú y. Được à? Tốt. Yeah. Con chó. Collect the snake out of my sap. Hãy lùa bọn rắn ra khỏi đây để tôi có thể ăn được nó. Smoke. Lùa bọn rắn ra khỏi hang á. Coex là cái gì? What the fuck. Thôi làm thằng này trước. I need to fly back to the base. Lại máy bay. Nhầm nhầm. Thỉnh thoảng. Đờ đờ đờ. Đó. Bye. Mau. Chuột. Đó. Con này ăn con chuột và con này ăn con rắn.
hay là ui rồi, what the fuck. Thôi coi như là mày cũng nên biết là tao giúp mày rồi đấy nhớ. Ok, nhiệm vụ chính của chúng ta, lệnh truy nã. Wow, ui rồi, thằng này vãi, thằng này đội lắm mũ đây, nghiện thì for cheat à. Ok, cô cảnh sát trưởng ngủ nhìn hot phết. Hãy bắt tất cả những bọn ăn trộm ăn cướp, hãy lừa kẻ tham lam Gary Goldinger. Thằng này tham lam thì cho nó vàng go. lấy thì vào chùa con nhá. Wow. Khóc, nó cầm như kiểu cầm em bé. Kenny can hold it, Hakalu it back. Không thể giữ nó à? Thế chắc thằng này buồn đi đái đi à? Our room là cái phòng... Không phải, chỉ là bathroom. Đó. Rồi, vào chùa luôn. Khổ. Thì fan hát, thằng này ăn cắp mũ à? Tội này hơi nặng đấy nhá. Ăn cắp mũ là tội là hơi bị quài đấy. Ok, vậy thì mũ. Mình cũng phải làm cái cánh để được bay lên đã. Fuck this shit. Mũ ta này. Không lấy à? Mũ này. Vâng. Mặt trời hạ xuống, đốt, nổ, bay. Ngã xuống, cho vào lồng. Xong. Nhiệm vụ này dễ phết. Chắc là màn đầu tiên cho nên là thế. Tan. Úi dồi ôi, 56 rồi, 60 sẽ kết thúc được nhưng mà... Olo, 89, vậy còn ai nữa? Mình còn sót ai? Ở đây mình còn sót còn quả. Tôi đói quá nhưng mà mọi thứ ở đây đều sống. À, con kền kề mà chỉ ăn xác thôi. Zombie. Thôi, Enjoy. Mình... Ôi, mình zombie cắm thành bị sida rồi. Mình đâu muốn bị sida. What the fuck. Con này thành zombie rồi. Bét màu chuột chết đây. Nó muốn đánh nhau bây giờ. Con này sida thế đấy. Nhỡ tay rồi, giờ sửa nhà đây, what the fuck. Ăn nết. What? Đấy, đớp đi. Đấy. Đúng rồi, hay quá. Mình cứ tưởng mình phải chơi lại, ok. Móc cuối cùng. Đây là trong cái hầm mỏ. Đây là sida. Uầy, what the fuck. Minecraft, motherfucker. Wow. Ơi, ông này béo béo nhá, anh em mình. Ôi, nhìn hay vãi. Chú chim, what's up. Hãy bảo vệ tôi khỏi ga. Mask, mặt nạ chống độc. Smoke mask. Party. Không, con chim này thì phải... Không, bình tĩnh. Cách. Đó. Vào đây cơm. Vào đi, vào nước bây giờ. Uầy. Little Ga. Bảo vệ tôi gọi Little Ga đi. Ủa, ra được à?
Wow. Oh shit. Thì hôm qua hôm kia đọc comment ở cái topic 100 subscriber thì có bạn bảo là mình Black Hat show mặt rồi thì mình cũng show mặt đi, cho nên là đây nhá. 3 2 1. Ok, chúng ta sẽ trở lại sofa đầu tiên. Ôi giời ơi, nhà đây. À, đây rồi. Đó. Ok. Ui giời, tưởng cái gì. Về đầu bị rỗ lên. Để hết đi. Try control in copyright. Ôi giời ơi, gì đây. This mouse. Hãy cứu tôi, hãy cứu chúng tôi. À, cái máy sấy tóc. Đó. Hunger. Ê! Bọn Sira này, tao cứu chúng mày mà. Chúng mày lại ăn tao à. Ok, ông béo làm sao đây? À, chỗ nấm này cần một thứ gì đó để có thể good à. Ok, are you ready? Không phải à? Giant. Chỗ nấm này á? Chỗ nấm này thì làm sao? What the fuck? Tasty. Úi dồi, nấm thành pizza luôn. Vãi. Vâng. Ơ kìa, sao thế, sao mà nó toàn ăn cả, mà nó toàn ăn mình nữa nào nhỉ? Mình mặc bộ đồ chuối ra mà nó cứ ăn mình. Mà nó Sida vãi, nó đói nó thế cơ. Hay là mình thêm cái gì vào người mình cho đây là cái. Ra bình tĩnh, đừng ăn tao. Hãy đưa tôi một thứ gì đó để có thể săn con mammut. Rocket launcher. Đấy, săn vui vẻ. Ui rồi. Wow. Ok. Lần này thì ta sẽ đưa cho mày SMG. Chiu. Ow. Ui rồi. Đấy, sướng nha. Ok. À, còn ok, tiếp tục vào, nhanh. Nhiệm vụ chính như vậy. Have the suit super model from giant enemy spider. Vãi. Mình làm super model. Ui vãi cứt nhện khổng lồ. Cứu tôi với, hãy cứu tôi với con nhện khổng lồ. Được rồi, bình tĩnh. Cô ấy được làm từ đá. Hãy tạo ra thứ gì đấy để có thể. À không, con nhện là làm từ đá. Hãy tạo ra thứ gì đấy để đánh bại nó. Máy sấy tóc. What the fuck? Không vào được thì cứu kiểu gì? Fire. Rồi. Ui rồi. Oh shit, bây giờ con nhện đang làm từ lửa. Ocean luôn cho máu. Yeah, đứa mê hải sản nướng. Nước. Chai la vi. Rồi. Oh shit. Bây giờ con lại làm từ đá. Cái gì đánh bay được đá nhỉ? Pick air à? Lava. Pick air. Yeah. Con nhện bây giờ thành nhện bình thường rồi. Bây giờ mày phải
tiêu diệt quân nhện. MG luôn luôn sẵn sàng và hoàn thành nhiệm vụ. Chiêu 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 chiêu, nhanh lên. Oh shit, tao sẽ giết cả con này luôn. Oh no, Brute Mother, what the fuck. Giết chết chúng nó luôn. Còn con này nữa. Rồi. Ok, chị được cứu đấy chị. Vâng. Chị ấy định nhặt của mình luôn, nhưng mà mình không cho phép. Đúng là xì đà. Ok. À, xem nào. Hãy giúp tôi tìm ra đứa nào là vampire à, thành giá. Đó. Giết nó, xong. Nữa. À, tỏi. Tỏi. Ơ à, xong chưa? Ơ à, xong rồi à? Ơ à, xong rồi sao ra ngày vẫn phát sáng? Chôn à? Vai. Ok. Hãy biến Maxwell trở thành một siêu anh hùng, superhero. Easy, cho một con nhện cắn. Hay là Iron Man. Đầu tiên hãy đưa một thứ gì đấy thì có thể che mặt lại. Mask. À, V for Vesident luôn. hãy đưa cho Maxwell thứ gì đấy mặc để có thể giống superhero. Black Club. Rồi. Bây giờ cần một súp siêu sức mạnh. Được chứ. Super Strength. À, không biết mình tiếng Anh ngu lắm để biết chữ Strength nào. Thôi cho nó Strength chi, cho nó kiện người tay dài ra. Vâng. Siêu dị nhân đã ra đời. Bye. Ok. Xì đà vãi. Ok. Rồi. Ok, vậy là mình đã hoàn thành 3 map này rồi. Ở tập sau thì sẽ tiếp tục hoàn thành 3 map này. Sau đó 3 map này. Đấy, xong rồi 3 map này. 3 map này như là hoàn thành. Ok. Ôi, vậy chỉ là còn mấy tập nữa là sẽ kết thúc series này thôi nhờ. Vậy thì khi series này hết thì xem mùa thu như thế nào đã. Không thì sẽ tiếp theo series này bằng Dead Rising 2 nhá. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.